Con loa này nó nặng tới 1 tạ 2 anh chị, mà anh chị xem cái cách của em di chuyển của nó này, rất là nhẹ nhàng luôn. Đó, kéo tới kéo lui đó, rất là nhẹ nhàng. Đi kèm cho mình là 4 cái bánh xe cực kỳ là mượt mà đó. Mà nếu như không chơi thì anh chị có thể gập xuống như thế này. Tại sao con loa này nó nặng như vậy hả anh chị? Nó full gỗ, nó full gỗ anh chị ơi. Đấy, chất liệu bằng gỗ hết trơn á, cho nên là con loa nó chắc chắn cực kỳ luôn, chắc chắn cực kỳ đó. Ngoài ra, ngoài chắc chắn ra thì nó còn có là cho anh chị là rất là thông minh. Thông minh ở đâu? Thông minh là ở đây. Đây, một cái con màn hình 22 inch cực kỳ lớn, y chang một cái tivi. Đây YouTube nè, đó, hát karaoke ngay trên đây, xem phim ngay trên đây, đó, xem hoạt hình, xem phim xã hội đen ngay trên đây. Con loa này tích hợp cho mình là một cặp bass 4 tấc, 4 con trep như thế này. Hai con trung 16H220 là nhờ hai con trung này. Đó, âm thanh cực kỳ hòa hợp luôn. Và cho anh chị xem cái bo mạch của nó này. Bo mạch của nó nha. Trên cái mẫu loa này á thì nút tùy chỉnh cực kỳ nhiều, echo, repeat, delay hay là reverb hay là gì đó, retime, room size luôn. Tất cả chắc phải là 6 cái hiệu ứng vang ở trong đây, anh chị hát karaoke mượt mà rất là sáng luôn. Nó còn có tích hợp thêm cho anh chị nếu như bác nào thích kết hợp thêm loa để chơi, 2-3 tấc đều cắm vào đây chơi cho em là anh ra thêm là khuếch đại âm thanh hơn là nhiều. Con loa này đánh là cả xóm nghe rồi, mà anh chị còn thêm loa vô nữa cho em thì thôi, làng bên kia nghe luôn, được chưa? Mẫu này mang tên là BK699 Blood. Đấy, bác nào cần loa nặng nề như thế này, nặng ký như thế này nhưng mà lại dễ di chuyển thì đây, để lại comment cho em nha.